Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích, luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tin chấn động toàn châu Á khi mà hôm qua, ông Tập Cận Bình báo động toàn quốc bởi một tàu sân bay cỡ lớn của Trung Quốc bốc cháy dữ dội ở Biển Đông, làm cho Bắc Kinh mất ăn, mất ngủ. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post cho biết, hôm qua Trung Quốc đã nhận một cái tin được cho là sét đánh khi một tàu đổ bộ tấn công hay còn gọi là một tàu sân bay thế hệ mới của phía Trung Quốc bốc cháy dữ dội ngoài Biển Đông. Tờ báo của Trung Quốc còn cho đăng tải một đoạn video cho thấy những cột khói bốc cháy lên cuồn cuộn, nghi ngút khắp một vùng biển, nơi một con tàu sân bay kia phát hỏa. Hiện phía Trung Quốc đang rất bàng hoàng và đang tiến hành gấp một cuộc họp để tìm ra nguyên nhân vụ cháy nói trên. Tuy nhiên, theo một nguồn tin tiết lộ cho biết rằng nguyên nhân dẫn đến vụ cháy trên là do phía tàu Trung Quốc trúng hai quả tên lửa đạn đạo mà hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ phóng tối ngày hôm qua. Hiện thì chính quyền của ông Tập Cận Bình đang cho tiến hành điều tra nguyên nhân. Thưa quý vị, cùng ngày, một số tờ báo nổi tiếng trên thế giới như tờ báo Hồng Kông, tờ báo Bưu điện Hoa Nam, tờ báo Jakarta của Indonesia và tờ báo Tokyo của Nhật Bản cũng đồng loạt đưa tin về một vụ tàu đổ bộ của phía Trung Quốc hay còn gọi là tàu sân bay thế hệ mới của Bắc Kinh đột nhiên bốc cháy dữ dội, làm cho chính phủ của Bắc Kinh không kịp trở tay. Nguyên nhân thì đang được các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc điều tra và tìm hiểu. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng, dù con tàu sân bay trên của phía Trung Quốc cháy do trúng tên lửa của Mỹ, của Nhật, của Anh, Pháp, Đức, Italia, hay Tây Ban Nha hoặc là của Nga thì đó chính là cái giá mà phía chính phủ Trung Quốc phải trả cho những hành vi ngông cuồng của mình khi trong thời gian vừa qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi cho các nước trong khu vực cũng như các nước trên toàn thế giới. Theo các nhà quan sát cho biết, có thể kể một loạt những tội lỗi mà phía Trung Quốc gây đau thương cho nhân loại. Điển hình nhất là việc phía Trung Quốc đã để sổng con virus mang tên Vũ Hán đi lây lan ra khắp hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, làm điêu đứng không biết bao nhiêu quốc gia làm tan thương, đảo lộn cuộc sống của biết bao nhiêu người trên hành tinh này. Và điều quan trọng đó là phía Trung Quốc đã làm đứt chuỗi cung ứng sản phẩm trên toàn cầu, làm cho nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực lao đao, lâm nguy vì con virus mang tên Vũ Hán. Và cái tội tày đình đó Trung Quốc gây ra thì phải trả giá và nhân quả báo ứng đổ lên phía Trung Quốc. Chúng ta cứ nhìn hiện tại nước Mỹ, Ấn Độ và Indonesia thì biết rõ điều đó. Không những thế, chính phủ của Trung Quốc còn lợi dụng các nước đang có dịch bệnh để nâng mức giá bán khẩu trang, máy trợ thở, thiết bị y tế và bộ kit xét nghiệm COVID-19 lên với một mức giá trên trời, hòng thu về một lượng tiền khổng lồ cho chính phủ Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng rồi đây Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá cực đắt cho những hành động thiếu nhân đạo nói trên của mình. Vì thế mà 1-2 năm hoặc 10 tàu sân bay nữa của phía Trung Quốc bốc cháy thì đó chính là cái kết không có hậu do chính Trung Quốc gây ra mà thôi. Có rất nhiều bạn đọc cho rằng Trung Quốc trong thời gian tới sẽ tiếp tục hứng chịu nhiều hậu quả, nhiều cá nhân quả báo ứng và gặp nhiều tai ương vạ gió bởi vì phía Bắc Kinh đã dám cho tàu hải cảnh đâm chìm một tàu cá của Việt Nam ngay chính quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hành vi trên không chỉ bị các nước và cộng đồng trên toàn thế giới lên án, mà phía Trung Quốc còn phải chịu những hậu quả khôn lường từ việc nhân quả báo ứng đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam trích dẫn một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho biết Mỹ là nguyên nhân gây ra vụ cháy tàu sân bay ngày hôm qua. Phía Trung Quốc đang rất tức giận, nghi ngờ và đổ lỗi cho Hoa Kỳ, bởi vì trong thời gian vừa qua, chính Mỹ đã có những đụng độ căng thẳng và đối đầu nảy lửa với hải quân của Trung Quốc. Vụ gần đây nhất là Mỹ đã cho phá hủy một con tàu do thám của phía Trung Quốc ngoài Biển Đông do tàu này dám bám theo và xua đuổi một tàu khu trục của Mỹ khi hải quân của Hoa Kỳ điều tàu này tuần tra ở ngoài Biển Đông. Tuy nhiên, một số quan chức khác cho biết thì Trung Quốc cũng đang nghi ngờ và đặt nghi vấn tới Ấn Độ và Tây Ban Nha, bởi vì hai nước này trong thời gian vừa qua cũng đã có những động thái như kết hợp với Mỹ để đưa tàu khu trục, đưa tàu sân bay, đưa tàu chiến tuyến vào Biển Đông, thách thức chủ quyền của Trung Quốc. Theo tờ báo China Morning Post của phía Trung Quốc trích dẫn lời người phát ngôn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Ngụy Phượng Hòa của Trung Quốc tại một cuộc họp ở thủ đô Bắc Kinh ngày hôm qua cho biết, ông Hòa nói rằng tình hình hiện tại ở Biển Đông đang rất phức tạp khi trong những ngày gần đây, hải quân của các nước như Mỹ, Anh, Ấn Độ, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha liên tục có những cuộc đụng độ căng thẳng với hải quân Trung Quốc. Các nước nói trên liên tục điều tàu sân bay, tàu khu trục, tàu tuần duyên, tàu chiến cỡ lớn mang theo tên lửa dẫn đường áp sát vào phạm vi đường lưỡi bò và 7 hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc và đã gây ra rất nhiều những mối an nguy cho chính phủ của Bắc Kinh, đồng thời gây ra sự mất an toàn, an ninh cho tuyến hàng hải của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Vì thế, chính phủ của ông Tập Cận Bình cần có những biện pháp cứng rắn để trả đũa lại với cả những hành vi xâm lấn nói trên của Mỹ cũng như của các nước phương Tây, thậm chí có thể tịch thu toàn bộ tàu thuyền hay là đánh sập tàu. Và ngay sau khi nghe lời phát biểu của Ngụy Phượng Hòa,
Giới phân tích cho rằng Trung Quốc đang rất tỏ ra hung hăng và ngông cuồng khi tiếp tục có những hành động lấn áp ở ngoài Biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế cũng như các nước lên tiếng chỉ trích. Tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, Hải quân của Nhật vừa phát hiện một tàu sân bay bằng tên là Liêu Ninh của phía Trung Quốc đang lượn vờn xung quanh quần đảo Senkaku, nơi mà cách đây 3 hôm đã xảy ra cuộc đụng độ giữa Hải quân của Nhật Bản và Hải quân của phía Trung Quốc. Bộ Quốc phòng của Nhật Bản ngày hôm qua cho biết tàu sân bay mang tên là Liêu Ninh của phía Trung Quốc đã đi qua vùng biển Hoa Đông vào chiều ngày hôm qua và nó đang tiến sát vào lãnh hải, lãnh thổ của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên tàu sân bay phía Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển của Nhật Bản kể từ tháng 6 năm 2020. Nhật Bản đang đưa ra mức độ cảnh báo cao bởi vì nó sẽ dẫn đến cái mức độ mất an ninh, an toàn cho tuyến hàng hải và lãnh thổ của Nhật Bản. Tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao của nước này nói rằng nếu như tàu sân bay Liêu Ninh và 5 tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường khác của phía Trung Quốc tiến sát vào quần đảo mang tên là Okinawa và đảo Miami, Bộ Quốc phòng của Nhật Bản đã ra thông báo cảnh cáo đối với tàu thuyền của phía Trung Quốc khi lượn vờn tại vùng lãnh hải của Nhật Bản trong thời gian vừa qua và Nhật Bản nói rằng sẽ ra tay mạnh mẽ để trừng trị Trung Quốc trừ khử Bắc Kinh nếu như nhóm tàu Liêu Ninh và tàu chiến của Trung Quốc dám xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Cùng ngày, lực lượng phòng vệ bờ biển của Nhật Bản cũng xác nhận số tàu trên của phía Trung Quốc đang lượn vờn ngoài khơi biển Hoa Đông, nơi giáp danh với cả lãnh hải của Nhật Bản. Tuy nhiên, nó chưa xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế và nếu như trong thời gian tới mà có những động thái gây hấn, bắt nạt hoặc là bành trướng tại vùng biển này thì Bộ Quốc phòng của Nhật Bản sẽ cho phóng tên lửa để uy hiếp. Mặc dù mới chỉ phát hiện con tàu Liêu Ninh và 5 tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường của phía Trung Quốc lượn vờn tại vùng biển Hoa Đông, nhưng Bộ Quốc phòng của Nhật Bản đã lệnh cho các lực lượng liên quan tăng cường cảnh giới, cảnh giác cao độ, đồng thời nhanh chóng phân tích ý đồ của nhóm tàu phía Trung Quốc. Bộ này nhận định sơ bộ rằng có thể hải quân của Trung Quốc đang tập luyện để nâng cao khả năng khai thác tại các vùng biển ở xa phía Trung Quốc hoặc phía Trung Quốc đang nuôi ký đồ nham hiểm khi mà dám ham dọa các đơn vị tên lửa đối không. Đối hạm mà Nhật Bản vừa cho triển khai tại quần đảo Miyakio từ ngày hôm 26 tháng 6. Được biết, sau những cuộc đụng độ căng thẳng giữa hải quân của Nhật Bản và hải quân của Trung Quốc, chính quyền Thủ tướng Nhật Bản, ông Yoshihide Suga đã lệnh cho quân đội, không quân, hải quân của nước này liên tục trực chiến 24/24 giờ tại quần đảo Senkaku cũng như vùng biển Hoa Đông để nếu như phát hiện ra những động thái sai trái của phía Trung Quốc thì sẵn sàng phóng tên lửa để trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình để trả lại cho vùng biển Hoa Đông cũng như là quần đảo Senkaku, một sự êm đềm như vốn nó đã từng có. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và một cái tin mà rất nhiều bạn quan tâm tới Biển Đông cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á quan tâm. Đó là việc một con tàu hải cảnh mang nhãn hiệu China-3302 của phía Trung Quốc đã xâm phạm trái phép vùng biển của Philippines. Tờ báo Manila của Philippines cho biết hôm qua đã xuất hiện một con tàu hải cảnh của phía Trung Quốc tại vùng biển của nước này. Giới chức Philippines đang ra cảnh báo gấp và cho theo dõi sát sao những hành động, đường đi di chuyển của con tàu hải cảnh phía Trung Quốc nói trên để đưa ra những phương án bắt giữ hoặc có thể đánh sập. Rất nhiều chuyên gia quân sự trên toàn thế giới cảnh báo rằng không thể nào mà tin được khi 10 hôm trước, con tàu hải cảnh của phía Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của Việt Nam thì hôm nay, nó lại tràn sang vùng biển của Philippines để gây hấn và đe dọa. Các chuyên gia quân sự cảnh báo rằng các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như các nước trên thế giới phải hết sức cảnh giác và đề phòng Trung Quốc trong giai đoạn này bởi vì trong một tuyên bố mới đây tại thủ đô Bắc Kinh, quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình đã mạnh miệng tuyên bố rằng thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã khống chế được dịch COVID-19 khi nó bùng phát trở lại vào tháng trước. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để phía Trung Quốc đem quân đội đi tuyên bố chủ quyền lãnh hải ngoài Biển Đông, cũng như là một số vùng biên giới giáp danh với 14 nước láng giềng xung quanh phía Trung Quốc. Vì thế, các nước phải đề phòng cảnh giác cao độ và sẵn sàng chiến đấu nếu như phát hiện ra phía Trung Quốc có những hành vi sai trái kể trên. Theo các chuyên gia thì tình hình Biển Đông cũng như là tình hình biên giới tại khu vực giáp danh với phía Trung Quốc trong thời gian tới còn rất dậy sóng. Anh với phía Trung Quốc trong thời gian... Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Trận mưa lớn đổ bộ vào thành phố ven biển phía Bắc Trung Quốc vào cuối tuần qua, lập lượng mưa trong 24 giờ cao nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc đạt 982mm. Cho đến nay, 54 người được xác nhận đã thiệt mạng và hơn 50 người mất tích. Hơn 950 người mất nhà cửa, mức độ thiệt hại là vô cùng lớn. Wang Weiyu, một nhà khí tượng học tại Trung tâm Giám sát và Cảnh báo Thiên tai Quốc gia Trung Quốc cho biết, sự kết hợp của gió mạnh, mưa lớn và đại dương đã tạo nên một sự kiện thời tiết lịch sử và cực đoan ở bờ biển phía Bắc Trung Quốc, cuối tuần qua gây ra lũ lụt và lở đất.
chính quyền Trung Quốc đại lục đã ban bố cảnh báo đỏ, cảnh báo mưa bão cao nhất và cử các nhóm tới cứu trợ thiên tai tại các vùng bị ảnh hưởng. Weiyu chỉ ra rằng một đợt không khí lạnh rất mạnh đã đến bờ biển phía Bắc của Trung Quốc vào cuối tuần qua, khiến nhiệt độ ở miền Nam Trung Quốc và các nước láng giềng giảm xuống, trong khi khu vực giáp biên giới với Ấn Độ thậm chí còn ghi nhận đợt không khí lạnh mạnh nhất trong 54 năm qua. Phong lạnh cũng hình thành một vùng áp thấp nhỏ giữa Vân Nam và Tân Khang, làm cho điều kiện trở nên tồi tệ hơn, tăng tốc độ gió mùa trên biển, tăng lượng mưa, nâng cao mực nước biển và tăng khó khăn cho việc thoát nước. Trận mưa bão tồi tệ nhất trong lịch sử Trung Quốc xảy ra vào năm 1931 tại Vũ Hán và Nam Kinh. Lũ lụt dữ dội, lở đất và dịch bệnh đã chôn vùi hàng nghìn ngôi nhà và giết chết 4 triệu người. Nhưng số người chết được ước tính còn cao hơn do vẫn còn nhiều người mất tích không tìm thấy. Mưa xối xả đổ bộ vào các thành phố ở bờ biển phía Bắc Trung Quốc gây lũ lụt, sạt lở đất, vùi lấp nhà cửa, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước và phong tỏa đường cao tốc, khiến người dân bị cô lập. Số người chết vì thảm họa đã vượt qua con số 18 người thiệt mạng trong vụ lở đất do mưa lớn tấn công thành phố Liêu Ninh. Lượng mưa trong 24 giờ lúc đó là 170mm. Theo Trung tâm Giám sát và Cảnh báo Thiên tai Quốc gia, lượng mưa trong 24 giờ qua ở các thành phố ven biển phía Bắc của Trung Quốc trong những ngày cuối tuần là 950mm ở Liêu Ninh, 626mm ở An Đông, 337mm ở Sơn Đông, 335mm ở Giang Tô, 234mm ở Chiết Giang. Kính thưa quý vị, hôm nay lúc 12 giờ 52 phút trưa, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lutin, thủ phủ Gansu, tỉnh Tứ Xuyên, với độ sâu tiêu cự 16 km. Các con đường địa phương bị phá hủy, nhiều người bị đè bởi những ngôi nhà bị sập, thông tin liên lạc bị gián đoạn và trận động đất gây ra lở đất. Một số người qua đường đã chụp ảnh khoảnh khắc ghi những tảng đá lăn xuống cách tâm chấn 226 km. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ ước tính có 1,304 triệu người cảm nhận được trận động đất. Tuy nhiên, hầu hết cư dân địa phương hiện đang bị nhốt trong nhà do dịch bệnh hoặc đang xếp hàng để được xét nghiệm. Vào buổi tối, báo cáo chính thức nói rằng 14 người đã thiệt mạng trong trận động đất và tình hình thực tế cần được xác minh thêm. Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy, đêm hôm qua, một đàn rơi rất lớn xuất hiện trên bầu trời Miên Trúc, Tứ Xuyên, bay lượn dày đặc trên bầu trời đêm. Cư dân mạng nhìn chung cho rằng, sự di chuyển bất thường của đàn rơi là điềm báo sắp có động đất. Một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter khác cũng đã tấn công huyện Lutin thuộc Gansu của tỉnh Tứ Xuyên vào ngày hôm qua, và các quan chức cho biết đã có 46 người đã thiệt mạng. Liên lạc địa phương bị gián đoạn, đường xá và nhà cửa bị hư hại, nhưng vẫn có những cộng đồng nhất quyết thực hiện chính sách cách ly tại nhà để ngăn chặn việc bỏ trốn và kích động sự phẫn nộ của dư luận. Trưa ngày hôm Chủ nhật, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lỗ Định, phủ Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên. Tính đến 0 giờ 40 phút ngày thứ Hai, phương tiện truyền thông chính thức cho biết ít nhất 46 người được biết là đã thiệt mạng, 16 người khác mất tích và 50 người bị thương. Tuy nhiên, do giới chức Trung Quốc đã quen với việc che giấu thảm họa nên tình hình thực tế có thể nghiêm trọng hơn. Cư dân mạng đã tải lên video cho thấy những ngôi nhà bị sập và những người bị thương ở huyện Lutin, tâm chấn của trận động đất. Tại khu vực miền núi địa phương cũng xảy ra sạt lở đất, đá lăn, những hòn đá tảng rơi xuống đường, do vậy đường núi bị phong tỏa và liên lạc địa phương bị gián đoạn. Tâm chấn của một trận động đất cách thành đô khoảng 226 km về phía Tây Nam và độ sâu tâm chấn chỉ 16 km. Thành Đô và Trùng Khánh cảm nhận được trận động đất mạnh mẽ và Vân Nam rõ ràng cũng cảm nhận được trận động đất. Sau trận động đất, dư chấn vẫn tiếp tục. Người dân địa phương bị nhốt trong nhà do dịch bệnh và nhận được yêu cầu rời khỏi tòa nhà dân cư để lánh nạn nhưng bị nhân viên cộng đồng từ chối. Mọi người phá cửa để thoát khỏi tòa nhà. Một số người đã tranh chấp với nhân viên cộng đồng và những người mặc quần áo bảo hộ màu trắng, đồng thời yêu cầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa để ra ngoài. Miền Nam Trung Quốc đang trải qua những trận mưa xối xả và lũ lụt. Các quan chức này đã đưa ra cảnh báo thảm họa lũ quét màu đỏ đầu tiên vào năm 2023, chủ yếu liên quan đến vùng Đông Bắc Giang Tây và Tây Chiết Giang. Đồng thời, lũ lụt siêu cấp đã xảy ra ở 54 con sông trong lưu vực sông Châu Giang. Trận lụt lớn nhất trong lịch sử cũng xảy ra ở sông Si, Phúc Kiến và nhiều nơi đã xảy ra lũ lụt. Các tòa nhà bị ngập trong nước lũ sâu đến hết tầng 1. Thiểu quan Quảng Đông hôm nay cũng đã ban hành lệnh kiểm soát lũ lụt số 4 năm nay.
Vào khoảng 6 giờ chiều theo giờ địa phương, mực nước đỉnh lũ sẽ đạt 54,5 m ở khu đô thị và người dân ở vùng trũng thấp, khu vực phải sơ tán khẩn cấp. Một người dân Thiểu Quan, Quảng Đông hét lên: lính cứu hỏa sắp bị cuốn trôi rồi. Mưa xối xả ập đến Thiểu Quan, đường phố trong khu đô thị ngập lụt, mực nước dâng cao, ngay cả lính cứu hỏa cũng khó có thể đứng vững. Tình hình rất căng thẳng. Mưa lớn đổ xuống huyện Song Si, thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến vào 2 ngày trước. Trận lụt lớn nhất trong lịch sử xảy ra ở vùng biển Song Si, toàn huyện bị ngập lụt, đường phố và cửa hàng bách hóa ngập trong nước. Một công nhân tại một trạm xăng ở Song Si cho biết hôm qua lũ lụt rất nghiêm trọng, nhà của một số đồng nghiệp đã bị ngập. Hơn một nửa diện tích toàn huyện Song Si của chúng tôi bị ngập. Tầng 1 của nhiều ngôi nhà bị ngập và nhiều người trong số họ cũng bị lũ cuốn trôi. Các đồng nghiệp không thể thoát ra được và bị mắc kẹt trong nhà. Những chiếc ô tô bên bờ sông đều bị ngập trong gara và tất cả đều bị nước nhấn chìm trong bùn đất. Cô Gu từ một công ty chuyển phát nhanh ở Song Si cho biết nhiều nơi nhà cửa đã bị sập, lũ lụt gây ảnh hưởng lớn đến khu vực thị trấn Hedong và Sunan và toàn bộ ngôi làng. Về cơ bản, tầng 1 các tòa nhà đã bị ngập lụt, đoạn đường hai đầu nước ngập hết rồi, giờ bùn lầy ngập cả đường, ô tô không vào được. Một số cư dân mạng cho biết trong vòng một tiếng đồng hồ hôm qua, mực nước đã gần chạm đến tầng 2 và đặt nghi vấn là do hồ chứa thượng nguồn xả lũ. Vào sáng ngày hôm nay, thành phố Yangon cũng bị ngập lụt. Một số cư dân mạng cho biết vào lúc 5 giờ sáng, Yangon cũng thất thủ. Anh Gông, một người dân ở Yangon nói rằng ngay cả tháp chống nổi tiếng của địa phương cũng bị ngâm trong nước. Ông Gông, một người dân của Yangon nói, lũ đã tràn vào thành phố, 80% các thị trấn và huyện bị ngập vào tầng 1. Mực nước sâu từ 2 đến 3 mét và nước đã ngập đến tháp chống. Cô Lưu, một công dân của Yangon nói, một bên nước đến từ Song Si và Changhe và một bên đến từ Yangyang và Yuxian. Hai con sông đổ xô đến Yangon và một nửa thành phố bị ngập lụt. Ở đó bây giờ vẫn còn lũ lụt và những cánh đồng đã biến thành biển nước. Tại Quảng Tây, mực nước sông Tây Giang dâng cao và xảy ra lũ quét khiến 5 người thiệt mạng. Tại huyện Yangshu, Quế Lâm, hàng nghìn giáo viên và học sinh ở 3 trường học bị nước lũ bổ vây do lũ quét. Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây đã đưa ra cảnh báo rằng có thể xảy ra một trận lũ lớn khác ở sông Tây Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang. Trong tuần qua, mưa lớn tiếp tục đổ xuống miền Nam Trung Quốc, bao gồm Phúc Kiến và Quảng Đông. Tỉnh Quảng Đông hứng chịu mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất. Mưa nhiều nơi, thậm chí phá kỷ lục cao nhất trong 200 năm qua. Hàng trăm ngôi nhà bị sập, một số thị trấn gần như bị ngập lụt hoàn toàn và hơn 250.000 người bị ảnh hưởng. Trước đó, Shaoguan, Qingyuan, Yangqing, Haiyuan và các thành phố khác, bão đã đổ bộ gây mưa xối xả cục bộ. Lượng mưa tại nhiều trạm đã phá kỷ lục cao nhất trong 200 năm qua. Mưa xối xả khiến mực nước nhiều sông dâng nhanh, tối đa lên gần 4 mét. Hơn 10.000 cư dân thành phố Qingyuan buộc phải sơ tán. Người dân cho biết nước lũ đổ xuống đồi hôm thứ Năm, nhấn chìm các con đường và gây ra lở đất nghiêm trọng. Một người dân thành phố Qingyuan cho biết, mưa lớn hơn hôm qua, trời mưa từ 4 giờ sáng và hiện vẫn chưa tạnh. Một cư dân khác ở thành phố Qingyuan cũng cho biết trời mưa vào khoảng 7 giờ và học sinh không thể đến trường. Lượng mưa ở tỉnh Quảng Đông trong tháng này năm nay chỉ bằng một nửa so với những năm trước, nhưng kể từ đầu mùa lũ, 16 trong 22 ngày đầu tiên đã có mưa lớn. Số liệu chính thức cho thấy 190.000 cư dân đã bị ảnh hưởng và ít nhất 13 người thiệt mạng. Tại Trung Quốc đại lục, do dữ liệu về thảm họa và tai nạn được chính phủ kiểm soát chặt chẽ nên dữ liệu về thương vong thực tế vẫn chưa được xác nhận. Lại quan tâm đến một trận động đất siêu nông 6,8 độ Richter đã xảy ra tại Tứ Xuyên, Trung Quốc vào trưa ngày hôm qua, gây ra nhiều thảm họa và thương vong. Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay đã bày tỏ sự chia buồn và lo lắng thông qua người phát ngôn của chính phủ, đồng thời bày tỏ lời chia buồn tới những nạn nhân không may và gia đình của họ. Hy vọng rằng công việc tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai sẽ diễn ra suôn sẻ và cuộc sống bình thường sẽ tiếp tục sớm nhất có thể. Phó Tổng thống Lại Đức Thanh cũng bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn sâu sắc trên Twitter, đồng thời cho biết Đài Loan cũng thường xuyên phải đối mặt với thảm họa động đất và đồng cảm với những người dân bị mắc kẹt trong thảm họa. Chúng tôi mong muốn công tác cứu trợ và khắc phục thảm họa diễn ra suôn sẻ. Thủ tướng Trần Kiến Nhân cũng bày tỏ lời chia buồn tới các nạn nhân của trận động đất Tứ Xuyên thông qua người phát ngôn của mình và cầu nguyện cho các nạn nhân thảm họa.
MAC cho biết họ đã bày tỏ sự chia buồn với Trung Quốc thông qua SEF và Cục Cứu Hỏa của Bộ Nội vụ đang chuẩn bị cho nhiệm vụ cứu hộ nhân đạo. Nếu có nhu cầu cứu trợ thiên tai, chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết. Gây ra lở đất khiến hơn 20 công nhân mắc kẹt. Quảng Đông đưa tin 2 người mất tích và hơn 80.000 người bị ảnh hưởng. Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày thứ Hai, một vụ lở đất bất ngờ xảy ra tại mỏ đá Wang Keng Cao thuộc Ủy ban thôn Ngô Giang, xã Xin Sui, huyện Tuyền Châu, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, khiến 4 ngôi nhà bị đè bẹp và hơn 20 người bị chôn vùi. Tính đến thời điểm hiện tại, đã cứu được 1 người, 2 người chết và 19 người mất tích. Do mưa xối xả liên tục vào cuối tuần qua, lượng mưa ở Quảng Tây đã vượt quá 100mm. Không chỉ khiến giao thông bị gián đoạn mà còn khiến mực nước sông Lệ Giang dâng cao, có thời điểm chỉ còn cách mực nước cảnh báo 0,54m. Các tòa nhà dân cư tại một khu dân cư ở thành phố Quế Lâm bị ngập lụt với mực nước sâu hơn 1m và khách du lịch bị mắc kẹt trong các khách sạn ở ngoại ô. Vào thứ Hai, mưa lớn đã tạnh, nhưng cơ quan khí tượng cảnh báo rằng có thể mưa lớn ở Quế Lâm sẽ tiếp diễn trong một vài ngày tới. Tại Quảng Đông, mưa xối xả xảy ra ở Thiều Quan và phía Bắc Thanh Viễn vào Chủ nhật, khiến 2 người mất tích và hơn 80.000 người bị ảnh hưởng. Mưa lớn đã được cảnh báo tại 4 quận và thành phố ở Kinh-guan, hơn 30.000 hecta hoa màu bị hư hại, gần 80 ngôi nhà bị sập, sạt lở đất xảy ra trên đường, giao thông và liên lạc bị gián đoạn. Tại Thiều Quan, hơn 90.000 hecta hoa màu bị hư hại, gần 300 ngôi nhà bị sập, nhiều cây cầu và kè bị hư hại. Nhiều ngày gần đây, mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở miền Trung và miền Nam Đài Loan. Tại Chu Hải ở Quảng Đông cũng xảy ra mưa lớn. Đây là trận mưa bão lớn nhất ở Chu Hải trong lịch sử 10 năm qua, đã gây ra hơn 10 vụ sạt lở núi, 4.000 người buộc phải di dời do sạt lở đất. Đất sạt lở, đá lăn từ trên núi xuống đè trúng một số phương tiện trong khu dân cư. Từng nhà của một số người dân cũng bị đá rơi xuyên thủng, nhưng qua ảnh có thể thấy rõ tường của nhà dân này rất mỏng. Mưa lớn cũng khiến các nhà để xe ngầm ở một số khu vực dân cư bị ngập. Các phương tiện không được chuyển đi kịp nên bị ngập trong nước. Kể từ đầu tháng này, nhiều khu vực ở Quảng Đông đã hứng chịu mưa lớn, khiến ít nhất 53 người chết hoặc mất tích. Dự kiến trong 5 ngày tới, Trung Quốc đại lục sẽ lại hứng chịu mưa lớn trên diện rộng từ Tây sang Đông. Trong số đó, mưa lớn sẽ bắt đầu vào ngày mai ở khu vực miền Trung và miền Nam. Thưa quý vị, cơn bão số 5 năm nay đã rời Hồng Kông, đến khoảng 10 giờ 30 phút hôm nay đã đổ bộ vào bờ biển của Đan Bai, Quảng Đông, Trung Quốc. 6 thành phố bao gồm Chu Hải và Dương Giang đã kích hoạt cảnh báo cấp 2 để sơ tán trước một số người. Cơn bão số 5 không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hồng Kông và các bộ phận liên quan chỉ nhận được báo cáo về các vụ đổ cây và lũ lụt riêng lẻ. Tuy nhiên, từ những hình ảnh mà các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể thấy, bão số 5 đã kéo theo gió mạnh và mưa lớn đến khu vực Nhân Bài, tỉnh Quảng Đông. Nhiều nơi ở tỉnh Quảng Đông đã ra thông báo yêu cầu các trường học tạm dừng các lớp học, các chuyến tàu địa phương ngừng hoạt động, máy bay bị tạm hoãn và việc vận chuyển bị đình chỉ. Các danh lam thắng cảnh, tụ điểm văn hóa ở nhiều nơi tạm thời đóng cửa. Bão số 5 đã đổ bộ vào Philippines vào thứ Ba và hơn 12.000 gia đình đã phải sơ tán, khiến ít nhất 3 người chết và 4 người bị thương. Cơn bão thứ 4 trong năm nay cũng đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông và đảo Hải Nam vào ngày đầu tháng. Tàu công binh Trung Quốc bị chìm ở vùng biển phía tây nam Hồng Kông, 30 người rơi xuống biển. Tính đến sáng nay, vẫn còn 26 người mất tích. Dịch vụ bay của chính phủ Hồng Kông cho biết cơ hội sống sót của phi hành đoàn mất tích là rất mong manh. Cơn bão thứ 5 trong năm nay hình thành trên Biển Đông vào sáng thứ Năm, được nâng cấp thành bão vừa vào ngày thứ Hai và đổ bộ vào bờ biển Quảng Đông, trở thành cơn bão thứ 4 đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong năm nay. Dịch vụ bay của chính phủ Hồng Kông đã nhận được báo cáo vào sáng thứ Hai rằng một tàu kỹ thuật đã gặp tai nạn cách Hồng Kông khoảng 300 km về phía Tây Nam do sự cố xảy ra gần tâm bão. Gió xoáy mạnh, tốc độ gió lên tới 140 km/h khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Tính đến ngày thứ Tư, vẫn còn 26 người mất tích. Chính quyền Hồng Kông hôm Chủ nhật cho biết cuộc tìm kiếm đã được mở rộng, nhưng cơ hội tìm thấy những người sống sót là rất mong manh. Cơn bão ập đến ngay khi Tập Cận Bình đến Hồng Kông để kỷ niệm ngày Trung Quốc tiếp quản Hồng Kông. Siêu bão quét qua Hồng Kông vào thứ Sáu và thứ Bảy mang theo mưa xối xả và gió lớn, khiến giao thông công cộng bị hạn chế và buộc nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Tiếp nối cơn bão số 5 ngày hôm qua, áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía đông của Philippines cũng đã mạnh lên thành cơn bão số 6 của năm nay. Trong tương lai, nó sẽ tiến về phía bắc đến vùng biển Ryukyu, sẽ ít ảnh hưởng đến Đài Loan.
chuyên gia khí tượng U De Rong đã chỉ ra rằng khoảng cách giữa hai cơn bão quá xa để có thể gây ra hiệu ứng Fujiwara. Đài Loan nằm giữa hai cơn bão, mặc dù khả năng bị tấn công trực tiếp là thấp, nhưng hơi nước tăng lên, bầu không khí rất không ổn định. Trong tuần tới, cần chú ý đến sự xuất hiện đối lưu mạnh, đặc biệt là ở phía nam Đài Loan và khu vực phía bắc trung tâm vào buổi chiều, có khả năng có mưa lớn. Thưa quý vị, gần đây, ngoại trừ khu vực phía tây tỉnh Hải Nam của Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận mưa lớn, ngập úng, hơn 300 ngôi làng bị nước nhấn chìm, 1,3 triệu người bị ảnh hưởng. Trường học tại các thị trấn ở Hải Khẩu đã đóng cửa nhiều ngày và xảy ra tình trạng khủng hoảng do thiếu lương thực. Đồng thời, một cơn bão mạnh có thể tiến thẳng vào đảo Hải Nam trong vài ngày tới, khiến tình hình địa phương càng thêm khó khăn. Theo các báo cáo, một đợt mưa lớn mới ở Hải Nam đã nhấn chìm 300 ngôi làng và hơn 700 hồ chứa tiềm ẩn nguy hiểm. Hồ chứa Wang Zhu Ling ở thị trấn Long Quang, thành phố Hải Khẩu đã gặp nguy hiểm vào chiều ngày hôm qua. Ông Wang từ Long Quang thị trấn nói với các phóng viên rằng địa phương hiện đã hết lương thực. Ông Wang cho biết, ở đây nhiều thiên tai lắm, hồ chứa của chúng tôi gần như bị sập, nông dân không có gì để ăn và đang chết đói. Ở đây chúng tôi bị ngập rất sâu, chúng tôi không thể thoát ra được. Gạo và các đồ dùng khác đã bị ngập hoàn toàn và bị nước cuốn trôi trên đường đi của nó. Dân làng và các quan chức chính quyền ở thị trấn Long Tuyền tiết lộ rằng tình hình thiên tai ở địa phương rất nghiêm trọng và các trường học đã phải đóng cửa trong nhiều ngày. Ông Lý cũng cho biết gà vịt cũng bị lũ cuốn trôi, rau và gạo cũng bị chìm trong nước hết sạch. Cơ bản là không có thức ăn để mua, đường xá thì không thể đi lại được. Vào hai ngày trước, tất cả các trường học đều đóng cửa. Một quan chức chính phủ cho biết mực nước trên sông Nandu đã dâng đến tầng 1 và trường học không thể tổ chức các lớp học. Chúng tôi đã cho nghỉ hè từ mấy ngày trước và bây giờ chúng tôi không thể ra ngoài. Thiệt hại rất nghiêm trọng, nhiều thứ không thể di chuyển ra ngoài. 50 đến 60 căn phòng bị sập hoàn toàn. Những nơi bị ngập nước, điện và thông tin liên lạc bị cắt và không có nước uống. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, siêu bão số 6 sẽ đi vào khu vực phía đông Biển Đông từ rạng sáng ngày hôm nay đến rạng sáng ngày mai. Trong vài ngày tới, các khu vực ở Hải Nam sẽ có mưa dông lớn, Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến mưa lớn sẽ gây ngập úng và lũ lụt trên núi, sạt lở đất và các thảm họa khác. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lớn nhiều ngày ở tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc đã dẫn đến một trận lở đất ở đó ngày hôm nay. Mưa lớn nhiều ngày ở tỉnh Sơn Tây Trung Quốc và sạt lở cục bộ đã xảy ra, nhiều tài xế trốn trong hầm đường cao tốc. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, tỉnh Sơn Tây đã trải qua mưa lớn trong nhiều ngày. Vào lúc 11 giờ đêm, một vụ lở đất khác đã xảy ra ở huyện Puxian. Một lượng lớn đất đá rơi xuống từ một ngọn đồi ở Wukongyao. Khói và bụi bốc lên từ hiện trường, những chiếc ô tô trên đường ngay lập tức bị chôn vùi hoặc bị đẩy xuống dòng sông gần đó. Vụ lở đất Wukongyao ở huyện Puxian, tỉnh Sơn Tây đã gây tắc nghẽn giao thông trên đoạn Hunlin của đường cao tốc địa phương. Nhiều tài xế đã trốn trong đường hầm tới 12 giờ, tuy nhiên quan chức này không tiết lộ liệu có tài xế nào bị thương hay thiệt mạng hay không và thông tin vẫn chưa được công bố. Văn phòng trụ sở khẩn cấp thảm họa địa chất lớn ở tỉnh Sơn Tây đã đưa ra thông báo cho biết do lượng mưa lớn, kể từ mấy ngày trước đó, thành phố Jinhong, thành phố Luoyang và thành phố Linfen đã xảy ra nhiều vụ lở đất và các thảm họa địa chất khác gây ra thương vong. Kế hoạch cứu hộ khẩn cấp thảm họa địa chất tỉnh Sơn Tây đã được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của các quan chức, người ta đã quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp thảm họa địa chất cấp 3. Một người đàn ông 54 tuổi lái xe đến suối nước nóng Yeshi ở độ cao hơn 800 mét. Trên đường trở về thì bất ngờ gặp phải một vụ sạt lở đường và bị mắc kẹt trong vách đá. Cảnh sát đã làm nhiệm vụ để giải cứu anh ta. Sở cứu hỏa thành phố Cao Hùng hôm nay cho biết Zhang Nan đã một mình đến núi Shaowan vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua để ngâm mình ở sông Bao Lai giữa đường rừng Kikweng. Trên đường trở về, bức tường dốc bị sập và đường bị tắc lúc 2 giờ 54 phút. Cảnh sát từ đồn cảnh sát đã lao qua đống đổ nát và giải cứu khoảng 4 giờ 10 phút chiều ngày hôm sau. Gao Mingyu, phó đội trưởng đội 6 của Sở Cứu Hỏa cho biết Zhang Nan đã lái xe gần 100 km lên núi từ cộng đồng Hải Phong ở Ping Tung, nói rằng anh muốn giúp người thân và bạn bè của mình đến thăm suối nước nóng Yeshi. Do sạt lở đất và ngủ qua đêm trên ô tô, anh và mọi người được giải cứu sau hơn 12 giờ. Gần đây, Trung Quốc hứng chịu mưa lớn, Chiết Giang cũng hứng chịu mưa lớn, thậm chí gây lũ lụt, sạt lở đất. Ít nhất 136 người thiệt mạng và hơn 84.000 người buộc phải di rời để sơ tán.
Tờ China Today đưa tin các quan chức Trung Quốc cho biết hôm nay rằng ít nhất 136 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn do mưa lớn ở Chiết Giang. Trước đó, 8 ngôi nhà bị sạt lở và bị vùi lấp, 10 người cũng bị mắc kẹt ở ven biển do sạt lở. Hơn 84.000 người đã phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng ở Chiết Giang, Giang Tô và An Huy. Các quan chức cho biết có tới 54 ngôi làng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt, trong khi 821 ngôi làng bị ảnh hưởng một phần. Các đội cứu hộ từ lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia, các cơ quan khác đã phát động các hoạt động vào ngày hôm qua để giúp sơ tán người dân đến nơi an toàn hơn, đồng thời điều động máy bay trực thăng đến giúp đỡ những người bị mắc kẹt. Quân đội và Hải quân Trung Quốc cũng tham gia vào các hoạt động cứu hộ ngày hôm nay. Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ chia buồn với các nạn nhân, cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai và sẽ hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Liêu Ninh thông báo rằng do ảnh hưởng của thời tiết đối lưu mạnh như xoáy thấp, trong hai ngày qua, địa phương các khu vực ở Liêu Ninh, Benxi, Huludao, Chaoyang, Telieng và các thành phố khác đã giảm đáng kể. Trong cơn mưa xối xả, một số khu vực đổ mưa lớn và một số vùng đất nông nghiệp bị ngập lụt nhưng không có thương vong được báo cáo. Theo Văn phòng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán của tỉnh Liêu Ninh, tâm của trận mưa lớn nằm ở huyện Huren, thành phố Benxi. Lượng mưa tích lũy tại ga Pulebao trong khu vực này là 205mm, trong đó lượng mưa lớn nhất ở 6 giờ là 153mm. Sông Daya, một phụ lưu của sông Hunyang, có lưu lượng đỉnh lũ. Trước và sau trận mưa, Sở Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Cứu trợ hạn hán quận Huran đã cử một nhóm công tác đến thị trấn Pulebao, nơi hứng chịu trận mưa bão để hướng dẫn cứu hộ. Theo Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Liêu Ninh, đây là trận mưa lớn kể từ đợt hạn hán nghiêm trọng vào mùa hè ở Liêu Ninh. Các bộ phận kiểm soát lũ lụt và điều tiết nước ở nhiều nơi đã đưa ra cảnh báo sớm và triển khai phòng chống lũ trên sông lớn và hồ chứa ở Liêu Ninh. May mắn thay, không có thương vong xảy ra. Tình hình thiên tai chi tiết tại một số khu vực bị ảnh hưởng đang được điều tra và thống kê. Tin cho hay, theo dự báo của các cơ quan phòng chống lũ lụt, tỉnh Liêu Ninh đã tăng cường lực lượng túc trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa và tình hình nước lũ, kịp thời triển khai công tác phòng chống lũ lụt, đồng thời chi cục thủy lợi tăng cường công tác kiểm tra, canh gác các hồ chứa để đảm bảo an toàn các hồ chứa. Kể từ 0 giờ ngày hôm qua, tỉnh Hồ Bắc đã phát động ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt. Vào tối ngày hôm trước, Liu Yofan, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc và Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Cứu trợ hạn hán và Kiểm soát lũ lụt tỉnh, gọi tắt là Defending Finger, đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp, tập trung vào sự nguy hiểm của hồ chứa Yuchahe và các điều kiện lũ lụt và thảm họa kể từ khi mưa đến, cũng như xu hướng thời tiết trong những ngày tới. Sau đó, Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Hồ Bắc đã quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp 4 cấp vào 0 giờ ngày hôm qua, theo quy định của Kế hoạch Khẩn cấp Cứu trợ hạn hán và Kiểm soát lũ lụt tỉnh Hồ Bắc. Kể từ khi mùa mưa bắt đầu, tại tỉnh Hồ Bắc đã xảy ra 4 đợt mưa lớn và mạnh, với 3 đặc điểm đáng chú ý là lượng mưa lớn, phạm vi rộng và thiên tai địa phương nghiêm trọng. Ví dụ, ở huyện Jinshan, tỉnh Hồ Bắc, trận mưa lớn lên tới 331mm và lượng mưa hàng ngày lên tới 240mm, tức là 50 năm mới có một lần. Nhiều lần mưa với cường độ cao, lượng mưa lớn cục bộ đã gây ra nhiều loại thiên tai như mưa xối xả và lũ quét, sạt lở đất và các dòng chảy đá vụn, ngập úng đất nông nghiệp. Theo thống kê sơ bộ của Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Hồ Bắc, tính đến ngày hôm qua, 49 quận, 425 thị trấn, 4,217 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa và diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 5,507 triệu hectare. Vào ngày hôm nay, khu vực hồ chứa Yuchahe ở Cheonggan đã bị ảnh hưởng bởi một trận mưa lớn và nền thứ cấp của con đập bị sụt lún 48m². Wang Zhongfa, Giám đốc Sở Tài nguyên nước tỉnh Hồ Bắc nói rằng các thảm họa nguy hiểm và điều kiện lũ lụt hiện tại ở sông Phun Hoan ở tỉnh Hồ Bắc phù hợp với các quy định của Kế hoạch Khẩn cấp Cứu trợ hạn hán về kiểm soát lũ lụt của tỉnh để kích hoạt phản ứng 4 cấp. Ngoài ra, do Hồ Bắc vẫn đang trong mùa mưa và lũ lụt chính, nhiệm vụ kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai là rất khó khăn. Sau khi ứng phó khẩn cấp 4 cấp được triển khai theo đúng quy trình quy định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các Sở Chỉ huy Quốc phòng thành phố và bang liên quan sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Chẳng hạn như kiểm soát lũ lụt trong nhiệm vụ bảo vệ kiểm tra an toàn, bảo mật thông tin, lập lịch kế hoạch và báo cáo thông tin cụ thể. Thời kỳ mưa bão ngắn xen kẽ sắp kết thúc. Từ 2 ngày qua, đợt mưa lớn thứ 3 trong thời kỳ mưa Meiyu sẽ đổ bộ vào tỉnh Hồ Bắc từ Tây sang Đông và các khu vực mưa chính nằm ở miền Trung và miền Đông.
Kể từ đầu mùa mưa, tỉnh Hồ Bắc đã hứng chịu hai trận mưa lớn, một số khu vực đã bị lũ lụt nghiêm trọng. Theo dự báo thời tiết, trong đợt mưa to đợt này, các vùng mưa chính là miền Trung và miền Đông của cả nước, lượng mưa lớn nhất có thể lên tới 150-200mm, rất dễ xảy ra thảm họa. Chỉ huy phòng thủ tỉnh Hồ Bắc đã phát đi thông báo khẩn cấp yêu cầu tất cả các địa phương chuẩn bị cho đợt mưa lũ lớn mới. Người dân cần hết sức cảnh giác, đề phòng lũ lụt trên các sông, hồ, hồ chứa, tập trung phòng chống lũ vừa và nhỏ trên sông, ngòi, an ninh hầm, hồ chứa nhỏ, thủy điện đang xây dựng. Trong phạm vi của đợt mưa mới, các hồ chứa đều đã xả lũ, các hồ chứa này có tiêu chuẩn kiểm soát lũ thấp và một khi gặp mưa lớn, an toàn phòng chống lũ chắc chắn sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Do đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống lũ tỉnh nhấn mạnh cần chuẩn hóa công tác điều động và quản lý các hồ chứa, thực hiện điều chỉnh trước và tiêu trước theo diễn biến thời tiết. Khi hồ chứa gặp nguy hiểm, mực nước phải được kiểm soát hoặc vận hành hồ chứa trong tình trạng cạn kiệt. Cần tăng cường công tác kiểm tra an toàn các hồ chứa, không bao giờ để xảy ra hiện tượng tự ý quản lý, vận hành không được phép. Nghiêm túc kỷ luật điều động hồ chứa, tăng cường hệ thống trách nhiệm điều hành lũ hồ chứa. Người nào không thực hiện quy chế điều động, lệnh điều động phải bị điều tra xử lý nghiêm. Nếu để xảy ra tai nạn trong lũ tiêu chuẩn, thì chỉ huy phòng chống lụt bão và những người có liên quan phải chịu trách nhiệm theo các quy định của pháp luật. Một đợt mưa lớn và lũ lụt mới sắp đến và chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã triển khai để tăng cường kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Vừa qua, Yu Yanwei, Phó Giám đốc điều hành tỉnh Hồ Bắc đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt để nghe báo cáo của các cơ quan kiểm soát lũ lụt, khí tượng và các bộ phận khác về kiểm soát lũ lụt hiện tại và cứu trợ thiên tai, triển khai và tăng cường phòng chống lũ lụt, công tác kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu thực hiện trách nhiệm phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn phòng chống lụt bão. Thưa quý vị, vào trưa ngày hôm qua, làng Chuli, thị trấn Kawa, huyện Huy An, Ninh Hạ đã xảy ra lũ quét do mưa lớn bất ngờ và nhiều người bị mắc kẹt. Đến 13 giờ 46 phút sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy đội cứu hỏa Ninh Hạ, Yongwei lập tức chỉ huy Sở cứu hỏa huyện Hải Nguyên và đội tổ chức cứu hộ điều động xe cứu hỏa mang theo thiết bị cứu hộ khẩn trương đến tuyến đầu thảm họa ứng cứu. Đến 14 giờ 57 phút cùng ngày, các cán bộ chiến sĩ cứu hỏa đến làng Chuli, thị trấn Kawa, nơi bị lũ cuốn trôi, phát hiện một số tuyến đường và phần lớn diện tích đất canh tác bị ngập hoàn toàn, nhà dân bị sạt lở chìm trong nước lũ hoàn toàn. Các cán bộ chiến sĩ cứu hộ nhanh chóng được chia thành hai nhóm, một nhóm tiến hành di dời lũ, nhóm còn lại khẩn trương tìm kiếm và sơ tán dân làng bị mắc kẹt. Đến 16 giờ 12 phút, một ngôi nhà bị sập do nước ngập sâu, nhưng rất may không có ai bị thương. Lúc 16 giờ 51 phút, lực lượng tiếp viện từ đội cứu hỏa quận Hải Nguyên đã đến hiện trường. Đến 18 giờ 21 phút, sau khi nhóm cán bộ chiến sĩ đầu tiên di tản ra đường, rút nước, mực nước của hầu hết các điểm lũ phù sa đã giảm xuống đáng kể. Lúc này, cán bộ chiến sĩ tổ 2 đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ đã giải cứu thành công một người bị mắc kẹt. Sau gần 6 giờ chiến đấu liên tục, các cán bộ chiến sĩ đã sơ tán thành công hơn 80 người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa và giải cứu tài sản trị giá 250.000 nhân dân tệ. Tính đến thời điểm hiện tại, trận lũ quét đã làm sập 8 nhà, 19 nhà không ở được, 108 nhà bị lũ cuốn trôi, 24.630 ha đất ruộng bị ngập. Chiều ngày hôm nay, một trận lở đất đã xảy ra tại thị trấn Shaanxi, huyện Xili, thành phố Trương Gia Giới. Tảng đá lan xuống và đè bẹp một cửa hàng dưới núi. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng chủ quán chưa kịp chạy thoát ra, bị bùn đá đè lên. Sau hơn 20 phút căng thẳng cứu hộ, cả hai mới thoát ra được ngoài. Trong nhiều ngày liên tiếp, Xili u ám và mưa, ở làng Tian Jiangping, thị trấn Shaanxi, có một cửa hàng chuyên bán đồ kim khí, ống thép và gạch men. Cửa hàng quay mặt ra đường và quay lưng vào núi. Khoảng 18 giờ chiều, vợ chồng chủ cửa hàng bận rộn, đột nhiên có một tiếng động bị bóp nghẹt từ phía sau ngôi nhà. Trước khi cả hai kịp phản ứng, cửa hàng khung thép đã sụp đổ ngay lập tức. Vào lúc 18 giờ 40 phút, đội cứu hộ chuyên trách Yang Ya của chính quyền nhân dân quận Xili đã đến hiện trường vụ việc. Thường xuyên trinh sát tại chỗ, chỉ huy chia lực lượng cứu hộ thành hai nhóm. Một nhóm ra phía sau cửa hàng, xác định không có nguy cơ sập núi sau quy mô lớn, nên cùng chính quyền địa phương tiến hành khai quật cứu hộ. Nhân viên và cảnh sát và các nhóm khác đến trước cửa hàng sau khi sử dụng sự hỗ trợ bên ngoài của các khúc gỗ và sự hỗ trợ bên trong của các công cụ thủy lực, họ đã vào trong cửa hàng để giải cứu. Hoạt động cứu hộ bắt đầu ngay lập tức.
hoạt động cứu hộ bị cản trở bởi nhiều chướng ngại vật phía trước cửa hàng. Các nhân viên cứu hộ phía sau cửa hàng bất chấp bùn đất rơi xuống, chạy đua với thời gian để thay phiên nhau đào những lối đi cứu người. Đến 19 giờ 05 phút, lối thoát hiểm đã được mở, hai người mắc kẹt được giải cứu thành công. Tuy bị thương nhẹ và choáng nhưng rất may họ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Thưa quý vị, đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử ở Trung Quốc tiếp tục xả nước, lũ dồn về trung và hạ lưu các thành phố ven sông Dương Tử đã phải phát cảnh báo sớm. Lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lớn, lũ dần di chuyển về phía hạ lưu. Thông tin giám sát nước của đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử đột ngột dừng lại vào tối ngày hôm qua và đã hoạt động trở lại bình thường vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm nay. Thời gian ngừng hoạt động đã kéo dài 6 giờ. Do mực nước hồ Bà Dương tiếp tục dâng cao, mực nước ở hạ lưu Nam Kinh cũng đạt mức cao thứ 3 trong lịch sử. Thông tin về dòng chảy của hồ chứa Tam Hiệp của Trung Quốc đã bị cắt trong vài giờ vào tối ngày hôm qua mà không rõ lý do. Mạng lưới thủy văn sông Dương Tử chính thức của Trung Quốc được cập nhật ít nhất mỗi giờ một lần và ngay lập tức thông báo dòng chảy vào và chảy ra của 14 trạm giám sát chế độ nước trong lưu vực sông Dương Tử, cũng như mực nước mới nhất là 43.000 mét khối và mực nước sản lượng là 28.800 mét khối mỗi giây. Thật bất ngờ, thông tin dòng nước vào đột ngột dừng lại. Cho đến nay, lúc 2 giờ sáng, thông tin quan trắc nước của hồ chứa Tam Hiệp đã trở lại bình thường vào thời gian tắt máy đến 6 giờ. Khu vực xung quanh hồ Po Yang ở trung lưu sông Dương Tử đã bị nhấn chìm trong nước lũ. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc CCTV và Tân Hoa Xã đưa tin rằng nhiều tỉnh ở lưu vực sông Dương Tử đã ban hành cảnh báo lũ màu đỏ và hồ Bà Dương tiếp tục bị ngập lụt. Mực nước dọc sông Dương Tử ở Nam Kinh, Trung Quốc đã vượt mực nước cảnh báo, lũ đang dần nhấn chìm các bờ sông. Theo báo cáo của tin tức buổi tối Dương Tử, mực nước của thành phố Nam Kinh ở hạ lưu sông Dương Tử đã vượt quá mực nước cảnh báo và đạt mức cao thứ 3 trong lịch sử, đạt 10,1m, kỷ lục cao nhất từng đạt là 10,22m được thiết lập vào năm 1954. Với tốc độ 84.600 mét khối trên giây, tốc độ dòng chảy đứng thứ 2 trong lịch sử, chỉ đứng sau 92.600 mét khối trên giây vào năm 1954. Tình hình kiểm soát lũ lụt ở Nam Kinh đang rất nghiêm trọng. Do mưa lớn trong nhiều ngày nên thảm họa nghiêm trọng. Một trận mưa xối xả gây ra lở đất và làng mạc bị tàn phá ở thành phố Đông Giang Yển, khiến 31 người chết, 166 người mất tích và hàng triệu người bị ảnh hưởng. Kể từ thứ Hai, mưa xối xả ở tỉnh Tứ Xuyên đã dần tăng cường và thành phố Đô Giang Yển là nơi nghiêm trọng nhất, với lượng mưa lên tới 1.000mm. Lở đất xảy ra ở nhiều nơi và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng. Tại làng Sanxi, thị trấn Rongxing, một trận lở đất đã phá hủy một ngôi làng và hàng trăm người có thể đã bị chôn vùi và mất tích. Theo thống kê hiện tại, được biết trận mưa xối xả đã khiến 31 người chết và 166 người mất tích, nhiều tuyến đường cao tốc bị sạt lở, hàng trăm hành khách bị mắc kẹt nhưng không có nước và lương thực, hơn 2.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Do bão số 6 tiến gần và đẩy vành đai áp cao dịch chuyển, cảnh báo lượng mưa lớn hiện tại ở Tứ Xuyên đang dần được dỡ bỏ. Tuy nhiên, hàng trăm người vẫn mất tích và hơn 200.000 người đang chờ được tái định cư. Một trận lở đất khác ở khu công nghiệp Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc cũng đã nuốt chửng ít nhất 10 hectare đất và chôn vùi 17 tòa nhà. Cho đến nay, mọi người đã được giải cứu, nhưng 41 người vẫn đang mất tích. Và tối qua, tổ chức Eo Biển Đài Loan xác nhận rằng hiện tại không có doanh nhân và cán bộ Đài Loan nào bị ảnh hưởng. Yo Shixiang, Phó Tổng Thư ký SEF cho biết, cho đến nay chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra có bất kỳ doanh nhân hay cán bộ Đài Loan nào bị thương vì ở đây có nhà máy đang xây dựng dưới chân núi. Tại khu công nghiệp Liu Xiu, quận Mới, Quảng Minh, Thâm Quyến, một trận lở đất bất ngờ xảy ra vào lúc 11 giờ 40 phút hôm nay. Toàn bộ khu công nghiệp rộng hơn 100.000 m2 gần như bị nuốt chửng, một số làng nội thành lân cận cũng bị vùi lấp. Tại hiện trường, đến chiều nay trời vẫn còn mưa, khiến công tác tìm kiếm cứu nạn thêm khó khăn, con số thương vong chính xác vẫn được thống kê. Kính thưa quý vị, trận mưa xối xả đã ập đến Bắc Kinh vào ngày hôm qua. Trận mưa đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi trong khu đô thị chính. Nhiều tuyến giao thông bị tắc nghẽn, nhiều sở ban ngành đã triển khai ứng phó khẩn cấp. Theo xác minh sơ bộ của phóng viên, trận mưa xối xả đã khiến ít nhất 4 người tử vong. Tính đến tối qua, 14.152 người đã được di rời khẩn cấp từ nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố. Thông tin từ trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Bắc Kinh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, lúc 1 giờ 30 phút ngày hôm qua, tổng cộng 14.152 người đã được chuyển đến từ các quận miền núi.
kể từ khi phát cảnh báo lũ màu xanh lúc 9 giờ sáng, trụ sở phòng chống lũ lụt ở khu vực miền núi đã bắt đầu chuẩn bị cho việc chuyển nơi trú ẩn an toàn cho người dân. Huyện Phan Sang đã tổ chức di chuyển an toàn 1.047 hộ gia đình và 4.125 người từ 80 ngôi làng có nguy cơ sạt lở đất ở 12 thị trấn. Huyện Heo Ru đã tổ chức di chuyển an toàn 1.059 người từ 56 ngôi làng có nguy hiểm ở 6 thị trấn. Thị trấn Giang Khi ngừng đón khách du lịch và tất cả 1.300 khách du lịch đã được chuyển đến khu vực an toàn. Huyện Metugu, Pingu và Minyu đã chuyển tổng cộng 8.164 người từ 177 ngôi làng và 5.880 hộ gia đình ở khu vực nguy hiểm dễ xảy ra sạt lở đất. Hạt Hàng Kinh tổng cộng có 804 người đã được chuyển đến và tái định cư ở 78 ngôi làng nước ngập sâu trên 3 mét. Chiều qua, một cơn mưa xối xả ập đến thủ đô. Tính đến 19 giờ 10 phút, tại sân bay thủ đô có hơn 500 chuyến bay bị hoãn, hủy, một lượng lớn hành khách bị kẹt lại sân bay. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa dông màu xanh lam. Do ảnh hưởng bởi những đám mây mưa dày đặc nên buổi chiều mưa lớn đã đổ xuống thành phố. Cư dân mạng Sinh Sinh Du cho biết trên Weibo rằng tòa nhà ga sân bay không khác gì nhà ga trong mùa du lịch lễ hội mùa xuân. Cư dân mạng Xiao Wang Su cũng cho biết trên Weibo rằng một lượng lớn hành khách bị mắc kẹt khiến tất cả các nhà hàng thức ăn nhanh tại sân bay đều kín chỗ và khó tìm. Được biết, thời tiết tại sân bay thủ đô vào tối hôm qua có cơn dông bão lớn với tầm nhìn xa 1.700m. Tính đến 19 giờ 10 phút, 265 chuyến bay nội địa xuất phát tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh đã bị hủy và 248 chuyến bị hoãn. 15 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy, 22 chuyến bay bị hoãn. Hôm qua, Bắc Kinh hứng chịu trận mưa lớn nhất trong vòng 63 năm qua và Văn phòng Công an thành phố đã nhận được những lời kêu cứu từ người dân. Đồng chí Lý Phương Hồng, Giám đốc đồn cảnh sát đường Tương Dương thuộc chi cục Yansan đã lãnh đạo cảnh sát cứu trợ tại làng Phèn Hoàng Tinh, nơi đang bị ngập lụt nghiêm trọng trong khu vực và giải cứu hơn 50 người bị mắc kẹt kể từ trưa. Đến khoảng 17 giờ 20 phút, khi đồng chí Lý Phương Hồng lao xuống nước lần nữa để cứu người dân, đồng chí đã bị dây điện quật rơi xuống nước và thiệt mạng. Kể từ 6 giờ tối qua, 104 học sinh tiểu học và 9 giáo viên của trường Yukai đã bị mắc kẹt trong căn cứ của Học viện Quân sự Thanh niên Trung Quốc ở thị trấn Keulongku. Sau khi vụ việc xảy ra, các giáo viên và phụ huynh của trại huấn luyện Học viện Quân sự đã nhanh chóng di chuyển học sinh đến khu vực an toàn. Lực lượng quân đội, lực lượng cứu hỏa Bắc Kinh và cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành giải cứu. Qua kiểm tra xác minh của lực lượng cứu hộ tại chỗ, có tổng cộng 350 sinh viên và 40 cán bộ giảng viên bị mắc kẹt. Sau khi được các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy sơ tán, những người bị mắc kẹt đã được đưa vào hai điểm tập trung an toàn và những người bị mắc kẹt đã ổn định tâm lý. Do tình hình tại hiện trường phức tạp và mực nước dâng cao, chúng tôi chỉ có thể đợi thiên tai dịu bớt rồi mới sơ tán. Vào khoảng 1 giờ chiều ngày hôm qua, nhiều ngôi làng ở thị trấn Giang Jawan, quận Thong Yu đã bị gió quật mạnh. Tại Dan Shin Wang, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, một số nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một cơn lốc xoáy và gần 800 hộ gia đình trong làng bị ảnh hưởng. Hiện thời tiết cực đoan tại khu vực đã khiến ít nhất 2 người chết và 12 người bị thương. Ông Zhang, một người dân ở Dan Shin Wang, thị trấn Giang Jiwan, cho biết vào khoảng 1 giờ chiều ngày hôm qua, nhà ông bị mất điện đột ngột. Trên mái nhà có rất nhiều tôn, gạch, cành cây, tấm thép màu đã được cuốn đi về phía tây. Một người dân cho biết cơn lốc đen ập đến vào làng trong khoảng 10 phút. Anh Vương cho biết khi gió thổi, âm thanh rất lớn. Chúng tôi trốn dưới gầm giường và gầm bàn nhưng vẫn bị mảnh kính vỡ bay vào gây thương tích. Theo Liang Zhongming, thành viên chi nhánh của Ủy ban làng Yanzhang, gió mạnh đã khiến toàn bộ cư dân của khoảng 800 hộ gia đình trong làng bị ảnh hưởng và ít nhất 5 người bị thương. Được biết, ngoài Dan Shin Wang và Yao Ling Wang, He Jie Wang, Fatu Vilat, Lu Xin Wang, Debi Wang, Shao Bi Wang và các làng khác trong thị trấn đều bị ảnh hưởng bởi gió mạnh. Trong đó, Dan Shin Wang là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiện thiệt hại do gió giật mạnh vẫn đang được thống kê. Đêm qua, một người đàn ông bị mắc kẹt trong ô tô ở vùng nước ngập ở ngã tư Quảng Quần Môn của đại lộ Quảng Quần Môn ngoại. Sau khi được cấp cứu khẩn cấp đến 10 giờ 30 phút, người đàn ông này đã được giải cứu và đưa đến Bệnh viện Bắc Kinh cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Theo những người chứng kiến, vào khoảng 9 giờ 30 phút tối qua, nước dưới cầu Quảng Khúc Môn dâng cao nhanh chóng, chỉ trong vài chục phút đã đạt độ sâu gần 4 mét. Nhiều phương tiện bị mắc kẹt trong vùng nước ngập dưới chân cầu. Khi nước dâng cao, một số ô tô nổi trên mặt nước. Sau khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, họ bắt đầu kiểm tra các phương tiện trong vùng nước ngập.
Đến khoảng 10 giờ, lực lượng cứu hộ lấy dây thừng, phao cứu sinh bắt đầu tiến vào khu vực nước sâu dưới gầm cầu để tìm kiếm. Sau khi được lực lượng cứu hộ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc xe hiệu BMW nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Lực lượng cứu hộ phải nhảy dù do nước sâu. Đến 22 giờ 29 phút, khoảng 20 người trong lực lượng cứu hộ dùng dây thừng kéo nóc chiếc BMW trở lại đoạn đường nước sông. Sau đó, lực lượng cứu hộ dùng thanh sắt đập cửa sổ và nhấc người đàn ông bên trong xe lên bờ mà xe cứu thương đã chở sẵn, nhưng người đàn ông đã trong tình trạng hôn mê. Đến 22 giờ 34 phút, xe cứu thương rời khỏi hiện trường và di chuyển thuận lợi đến bệnh viện. Sau khi người đàn ông được đưa lên ô tô, lực lượng cứu hộ đã quay lại ô tô để tiếp tục tìm kiếm nhưng không tìm thấy người nào nữa bị mắc kẹt. Theo nhân viên cấp cứu, người đàn ông không có dấu hiệu sinh tồn khi được đưa lên xe cấp cứu và chết trên đường đến bệnh viện. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, bờ kè bị hư hại và đêm qua nước sông tràn vào ở quận Phong Sơn, Bắc Kinh khiến hơn 40 người trong ngôi làng bị mắc kẹt. Hiện tại, các bộ phận liên quan đang phát động cứu hộ và 20 người đã được giải cứu. Vào lúc 20 giờ 51 phút ngày hôm qua, Sở Cứu hỏa Bắc Kinh nhận được tin báo rằng một bờ kè sông Đăng Sa ở làng Xiongdongwan, cầu Đông Đoa, quận Phan Sang, Bắc Kinh đã bị hư hại, khiến nước sông tràn qua và hàng chục gia đình trong làng bị mắc kẹt. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động 3 xuồng cứu hỏa khẩn trương đến hiện trường. Văn phòng thông tin chính quyền quận Phong Sơn cho biết có hơn 40 người bị mắc kẹt do vỡ đê kè. Chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng cứu hộ, điều động xe nâng và các phương tiện khác đến hiện trường. Tính đến 0 giờ ngày hôm qua, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 20 người bị mắc kẹt, hiện chưa có báo cáo về thương vong. Một trận mưa lớn vào sáng hôm qua đã trút xuống thành phố, đặc biệt là ở Phan Sang. Từ khoảng 10 giờ hôm qua đến thời điểm hiện tại, cơn mưa lớn vẫn chưa ngớt. Đoạn qua đường Vành Đai 5, do trời mưa to, tầm nhìn xa dưới 10 mét nên hai phương tiện va chạm vào đuôi 4 phương tiện khác. Sau khi ra khỏi đường cao tốc Jingxi, đó là Phan Yi dẫn đến làng Guangzhouyuan. Chạy xe gần 30 cây số, cả hành trình gần như ngập trong nước, chỗ sâu chừng 1 mét. Hơn 10 ô tô bên đường không thể di chuyển tiếp do nước ngập làm chết máy. Nước sâu quá, tôi không có kinh nghiệm nên tắt máy, một tài xế nói. Ngoài ra, nước trên nền đất cao hơn một chút tương đối cạn, nhưng mực nước mương bên đường đã ngang với mặt đường. Những cánh đồng hoa màu nước đã ngập cao đến ngọn cây ngô. Và lúc 5 giờ chiều hôm qua, phóng viên đã đến thị trấn Liin, làng Nanjiangyi, thị trấn Jiaokudian, quận Phan San. Bà Liu, một cư dân trong làng cho biết, ở đây nước đã ngập tầng 1, nhiều ô tô trong làng đã bị nước mưa nhấn chìm. Trên đường đến thị trấn Liulin, gần 100 phương tiện bị mắc kẹt, có nhiều ngôi làng nước cao đến thắt lưng và dòng nước chảy xiết có thể cuốn trôi người đi đường. Lúc dòng nước chảy xiết nhất, một chiếc xe tải nhỏ bị mắc kẹt giữa dòng nước, mọi người nắm tay nhau từ từ tiến lên xe để giải cứu các em nhỏ và người già trên xe. Ngoài ra, những chiếc xe tải lớn bị mắc kẹt tại đây đã tự động xếp hàng chặn lối thoát nước của dòng sông chảy xiết, làm chậm dòng nước và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu hộ. Theo công hàm của Sở Công an Khu tự trị Choang, Quảng Tây gửi đến Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh cho biết có 7 người Việt Nam tử vong và 33 người bị thương do lũ quét và sạt lở đất tại thành phố Mông Dương, Quảng Tây. Trước đó, Công an Khu tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc gửi công hàm đến Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc thông báo danh sách những công dân Việt Nam bị nạn do lũ quét, sạt lở đất tại huyện Mông Sơn, thành phố Ngô Châu thuộc Khu tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Thông tin ban đầu về vụ tai nạn nói trên đã làm 7 người chết, 33 người bị thương. Tất cả đều cư trú ở huyện Mèo Vạc, Hà Giang và được cho là sang Trung Quốc làm thuê. Sáng nay, trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết, bước đầu xác định 7 người tử vong nói trên là ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Chúng tôi đã giao cho các ngành của tỉnh của huyện Mèo Vạc làm việc với các cơ quan chức năng của Trung Quốc để xác minh thêm, sau đó hoàn tất thủ tục để sớm đưa các nạn nhân về nước, ông Quý nói. Liên quan đến nội dung trên, vào sáng cùng ngày trao đổi thêm với phóng viên, ông Ma Quốc Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc cho biết. Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện đã vào cuộc điều tra xác minh và khẳng định 7 nạn nhân tử vong nói trên là người ở xã Khâu Vai của huyện này. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để lo hậu sự cho 7 nạn nhân, theo thông báo của Bộ Ngoại giao. Ngoài ra, Tổng lãnh sự quán Việt Nam đã gửi thông tin nhân thân về 30 người Việt khác hiện an toàn cho cơ quan chức năng trong nước để xác minh và thu xếp đưa những người này hồi hương trong thời gian sớm nhất.
Các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng cho biết có 3 cháu nhỏ từ 1 đến 3 tuổi là con em của các lao động Việt Nam đã được đưa vào chăm sóc tại trung tâm cứu trợ của thành phố Ngô Châu. Thưa quý vị, trận lở đất đổ xuống 40 căn nhà ở một làng thuộc tỉnh Tứ Xuyên sớm nay. Hơn 100 người có thể đã bị mắc kẹt dưới đống đất đá. Nhà chức trách tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết đã triển khai các đơn vị ứng cứu khẩn cấp tới làng Tân Massimo, huyện Mao để tìm kiếm, giúp đỡ các nạn nhân trong vụ lở đất xảy ra sáng nay, theo AFP. Khoảng 40 ngôi nhà trong làng Tân Ma bị chôn vùi sau khi một bên sườn núi sụp xuống, tạo thành đống đất đá dài khoảng 2 km chặn ngang một con sông. Nhà chức trách lo ngại có khoảng 100 người đang bị mắc kẹt trong đống sạt lở. Chính quyền huyện Mao cho biết các đơn vị phản ứng với thảm họa địa chất thảm khốc cấp 1 đang trên đường tới nơi sạt lở. Hiện chưa có đánh giá đầy đủ với toàn bộ mức độ sạt lở. Xinhua cho biết một phần của một ngọn núi ở Tây Tạng và khu tự trị dân tộc Khương, Tứ Xuyên bị đổ sập lúc 6 giờ sáng nay. Lở đất là mối nguy hiểm thường gặp ở những vùng nông thôn và vùng núi ở Trung Quốc, đặc biệt khi có mưa lớn. Ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ lở đất hồi tháng trước trong một khách sạn ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Trước đó, ít nhất 8 người chết trong các trận lở đất ở miền đông Trung Quốc, sau khi nước này hứng chịu nhiều cơn mưa lớn từ bão số 5. Kính thưa quý vị khán giả, giới chức Trung Quốc cho hay một trận lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc sáng hôm Chủ nhật, khiến bùn và đất bao phủ cả một quận công nghiệp. 900 người phải sơ tán, 59 người bị mất tích và ít nhất 22 tòa nhà bị phá hủy. Một trong các tòa nhà bị sập do bùn đất từ biển tràn vào quận công nghiệp tại Thâm Quyến, đất đá bao phủ một diện tích lên đến 20.000m2. Theo Cục Phòng chống cháy nổ thuộc Bộ Công an Trung Quốc, một người dân cho biết người này đã nghe một tiếng nổ lúc trưa hôm qua khi vụ sạt lở xảy ra. Các hoạt động cứu trợ đang được tiến hành tại hiện trường. Khoảng 1.500 người từ lực lượng cứu trợ có mặt tại hiện trường để giải cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát, theo truyền thông Trung Quốc cho hay. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chỉ đạo khắc phục tình hình và đã điều các lực lượng cứu trợ tới hiện trường. Trước đó, một vụ sạt lở đất tại tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đã khiến 25 người thiệt mạng. Truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết lực lượng cứu hộ đã cứu sống 4 người trong đống đổ nát, 3 người bị thương nhẹ. Người dân địa phương đang trông đợi lực lượng cứu trợ tìm kiếm người thân bị mất tích tại khu sạt lở đất. Theo BBC, 59 người đã bị mất tích. 22 tòa nhà đã sụp đổ trong một vụ lở đất tại khu công nghiệp phía Nam Thâm Quyến, Trung Quốc. Khoảng 900 người đã được sơ tán, 4 đứa trẻ đã được cứu lên từ đống đổ nát mà không bị thương tích. Hiện tại, chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Đội cứu hỏa Thâm Quyến cho biết họ đang tích cực tìm kiếm những người bị mắc kẹt khác. Có ít nhất 27 người vẫn còn đang mất tích, 2 ký túc xá cho công nhân đều bị ảnh hưởng trong vụ động đất. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người sống sót trong tòa nhà bị sập ở Thâm Quyến. Một tòa nhà được nhìn thấy nghiêng mạnh về một phía, một số tòa nhà đổ sụp hoàn toàn. Cục An ninh Công cộng Thâm Quyến đã gửi thông báo trực tuyến cho biết sau khi lở đất có 21 người đàn ông và 6 người phụ nữ đã mất tích. Văn phòng chữa cháy của Cục Công an cho biết hơn 1.500 nhân viên cứu hỏa đã được gửi đến nơi xảy ra lở đất. Đây là vụ lở đất lớn thứ hai xảy ra ở nơi này trong vài tháng gần đây. Chính quyền thành phố Thâm Quyến cho biết sạt lở đất cũng gây ra một vụ nổ trạm xăng gần đó. Trước đó, một vụ lở đất ở tỉnh Chiết Giang cũng đã giết chết ít nhất 25 người trong tháng trước. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy người đàn ông mắc kẹt trong đống đổ nát trong vụ sạt lở đất Thâm Quyến, Trung Quốc. Vụ lở đất xảy ra hôm Chủ nhật vừa qua đã làm sập hơn 30 tòa nhà, làm một người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy người đầu tiên thiệt mạng hôm thứ Ba, số người mất tích hiện là 70 người. Vào lúc 3 giờ 30 phút hôm nay theo giờ địa phương, đội cứu hộ đã tìm thấy một thanh niên mắc kẹt trong tòa nhà đổ nát. Ngay lập tức, đội đã giải cứu và đưa người này đi điều trị y tế. Theo Xinhua News, nạn nhân được giải cứu là Tian Zhengming, 19 tuổi, một công nhân nhập cư từ Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc. Hiện tại, hàng ngàn nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. Rất may mắn là số người mất tích có xu hướng giảm vì nhiều người được cho là mắc kẹt trong đống đổ nát đã liên lạc với các nhà chức trách thông báo an toàn và công tác giải cứu đã hoàn thành lúc 6 giờ 40 phút theo giờ địa phương. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa ra xe cứu thương để được điều trị y tế. Các công nhân lái xe xây dựng đã giúp giải cứu và giao thực phẩm tới những người dân bị mắc kẹt tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc.
Khi nước lũ bắt đầu rút, lực lượng cứu hộ ở thành phố 12 triệu dân đã sử dụng xe xúc, thuyền bơm hơi và bè tạm để vận chuyển một số cư dân đến vùng đất khô và giao hàng cho những người khác trong khu vực chung cư cao tầng. Thưa quý vị, Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, đã hứng chịu đợt mưa lũ ngàn năm có một khi lượng mưa trong vài ngày qua đã tương đương với tổng lượng mưa của cả năm. Trận lũ lụt nghiêm trọng đã giết chết hơn 20 người và hơn 300.000 người bị mắc kẹt trong các toa tàu điện ngầm của thành phố. Mưa lớn cũng gây mất điện và khiến người dân mắc kẹt ở nhà, trong văn phòng và trên các phương tiện giao thông công cộng. Một số lực lượng cứu hộ là tình nguyện viên sử dụng các phương tiện tạm bợ như xe tải để giúp đỡ người dân. Anh Li Kui, một trong những tình nguyện viên cho biết, nhu cầu về hàng hóa và thực phẩm cơ bản tại Trịnh Châu hiện rất lớn. Chúng tôi bắt đầu một ngày của mình lúc 8 giờ sáng và hoạt động liên tục đến 2 giờ sáng hôm sau. Ngoài lúc ăn trưa và đi vệ sinh, chúng tôi phải có mặt ngoài đường liên tục, anh Li nói. Tại các khu vực khác của thành phố, nơi nước lũ đã rút bớt, lực lượng lao công đã bắt đầu công việc dọn dẹp các cành cây và thu dọn rác rưởi, ô tô và xe máy bị nước lũ cuốn trôi. Hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ, bao gồm cả quân đội, đã được triển khai trên khắp Hà Nam. Hiện mưa lũ đã làm 56 người chết, 5 người vẫn còn mất tích tại tỉnh này. Các chuyên gia cứu hộ từ các tỉnh lân cận đã được điều động đến cùng với xe chuyên dụng để thông cống trên các tuyến phố, nút giao thông và hầm đường bộ. Trong khi mưa ở Trịnh Châu đã dịu xuống thành mưa phùn nhẹ, các khu vực khác của Hà Nam vẫn được dự báo sẽ có mưa lớn tới cuối tuần. Sự tàn phá và thiệt hại về nhân mạng đã làm dấy lên sự chỉ trích của công chúng Trung Quốc về phản ứng chậm chạp của cơ quan điều hành tàu điện ngầm Trịnh Châu, khiến chính phủ Trung Quốc ra lệnh cho chính quyền địa phương ngay lập tức cải thiện các biện pháp kiểm soát lũ lụt và ứng phó khẩn cấp trong giao thông đô thị.